công trình trên đồi cù Đà Lạt bất ngờ không còn nằm trong rừng phòng hộ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng bất ngờ có công văn đưa khoảng 30 hectare đất rừng phòng hộ tại dự án trên đồi cù Đà Lạt ra khỏi diện rừng phòng hộ trong khi công trình trái phép này đang chờ tháo dỡ. Đồi cù Đà Lạt. Ngày 12 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ra văn bản số 5805 UBNGLN về việc thu hồi văn bản do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành vào năm 2016 về việc đưa gần 30 hectare rừng do chủ đầu tư sân gôn đồi cù tự trồng vào diện tích rừng phòng hộ nội đô Đà Lạt. Thu hồi văn bản cho gần 30 hectare trong đồi cù là rừng phòng hộ 8 năm trước tòa nhà câu lạc bộ gôn xây dựng trái phép trong đồi cù Đà Lạt. Cụ thể, văn bản do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm Ết ký có nội dung hủy bỏ văn bản số 4134 UBNGLN, văn bản về việc chuyển diện tích 29.59 hectare rừng trồng thông năm 1993 trong sân gôn Đà Lạt đã đạt tiêu chí thành rừng phòng hộ nội đô Đà Lạt ngày 20 tháng 7 năm 2016 của chính Ủy ban Nhân dân tỉnh này. Trong văn bản 5805 ngày 12 tháng 7 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật hiện hành có trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. Được biết, văn bản 5805 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng được ký ban hành từ đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 1504 SNNKL ngày 2 tháng 7 năm 2024. Với văn bản nêu trên, tòa nhà câu lạc bộ gôn đồi cù Đà Lạt không còn nằm trong rừng phòng hộ vì công trình được xây dựng trong diện tích gần 30 hectare rừng phòng hộ nội ô Đà Lạt được công nhận vào năm 2016. Tòa nhà câu lạc bộ gôn đồi cù Đà Lạt không còn nằm trong rừng phòng hộ, vì sao? Theo công ty Hoàng gia DL, năm 1991, khi doanh nghiệp tiếp nhận diện tích 62.4 hectare, trong đó có 29.59 hectare đã đưa vào rừng phòng hộ trên, toàn bộ diện tích này chỉ có 79 cây thông mọc rải rác. Năm 1993, công ty đã tổ chức cải tạo đất và trồng hàng nghìn cây thông ba lá trên diện tích đất được thuê. Đến năm 2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng tổ chức kiểm tra hiện trạng và có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa một phần diện tích rừng thông vào rừng phòng hộ nội đô Đà Lạt. Từ đó, phần diện tích này không còn là đất cơ sở thể dục thể thao và đất cơ sở sản xuất kinh doanh như khi doanh nghiệp bắt đầu tiếp quản để đầu tư vào năm 1991. Công trình tòa nhà câu lạc bộ gôn đồi cù Đà Lạt có diện tích xây dựng trái phép lớn chưa từng có tiền lệ, từng bị yêu cầu tháo dỡ vì công trình nằm trong đất rừng phòng hộ như Tuổi Trẻ Online thông tin. Đầu tháng 1 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt lập biên bản xử phạt hành chính vi phạm xây dựng trái phép tại đồi cù Đà Lạt. Theo đó, hai khối công trình tòa nhà câu lạc bộ gôn đồi cù Đà Lạt có tổng diện tích xây dựng trái phép hơn 20.000 m2. Đáng nói, phần lớn diện tích trái phép được xây dựng trên đất rừng phòng hộ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu trong 90 ngày chủ đầu tư phải thực hiện tháo dỡ hoặc bị cưỡng chế. Tuy nhiên đến ngày 10 tháng 6, chủ đầu tư mới có văn bản thông báo tự nguyện tháo dỡ. Ngày 11 tháng 6, việc tháo dỡ được hoãn lại cho đến nay vì chủ đầu tư không có phương án đảm bảo an toàn trong quá trình tháo dỡ công trình trái phép. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt yêu cầu trong 15 ngày, ngày 26 tháng 6, phải có phương án tháo dỡ nhưng đến nay việc tháo dỡ vẫn chưa triển khai dù một tháng đã trôi qua. Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật. Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu xử lý đúng luật, đúng nguyện vọng dân trong quá trình xử lý sai phạm lớn chưa từng có tiền lệ tại đồi cù Đà Lạt. Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có các chỉ đạo cụ thể. Ngày 25 tháng 4, Ban Thường vụ tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xử lý các nội dung liên quan đến những sai phạm của công ty Hoàng gia DL tại dự án tòa nhà câu lạc bộ gôn đồi cù Đà Lạt. Việc xử lý dựa vào các căn cứ cơ sở pháp lý, hiện trạng công trình trái phép, tòa nhà câu lạc bộ gôn đồi cù Đà Lạt, phóng viên. Nguyện vọng của người dân.